Thế pixel nó là điểm ảnh nhé mọi người nhé. lúc nãy Tùng có nói với các bạn rằng điểm ảnh nhé mọi người nhìn thấy từng cái một thì đó là cái điểm ảnh này thì cái pixel này nó càng lớn thì nó sẽ có được cái những cái thước phim những cái hình ảnh nó sắc nét mọi người cứ để ý cái pixel như này, này. một pixel là một điểm ảnh cái yếu tố thứ hai đó chính là camera cái camera là là nó sẽ chi phối do cái độ nét hay là không nét thì nếu như chúng ta có một cái không cần phải nói đến máy quay hay là máy ảnh nhá chúng ta chỉ cần có một cái thiết bị ví dụ như là từ iPhone uh, iPhone 67 trở lên đó. đấy, hay là điện thoại thì nốt 8 nốt 10 hay là Xiaomi hay là những cái điện thoại đấy là đã có được cái cam tốt rồi đã có được cái camera cực kỳ tốt rồi không cần phải cầu kỳ không cần phải máy ảnh hay thiết bị gì cả thì camera nó là yếu tố quan trọng thứ hai nếu như là anh chị em ở đây mong muốn có được những cái thước phim sắc nét thì ở trên kênh tiktok của tùng 100% là quay bằng cái chiếc điện thoại này đó giới thiệu mọi người đây là chiếc xs max và mình cũng bất cứ cái chương trình nào về video marketing của tùng trước đây cũng đều khoe cái chiếc điện thoại này đến bây giờ là dùng để quay và để chứng minh cho mọi người biết rằng là cái công cái thiết bị nó không phải là quan trọng cái content nó mới là quan trọng cái nội dung ở trong video nó mới là quan trọng và mình vẫn quay bằng cái chiếc XS Max nó bị vỡ hết cả màn hình như thế này nát hết đằng trước đằng sau đó mọi người thấy vỡ nát hết đó vẫn quay được thì đấy thì với những cái camera với những cái điện thoại mà smartphone hiện tại mà nó thông minh uh, từ iPhone 7 trở lên đó hay là nốt 8 hay là Samsung hay là nốt 10 nốt nước gì đó là chúng ta đã có được những cái camera sắc nét rồi và cộng với yếu tố số 1 đó là cái yếu tố ánh sáng thì chúng ta tự tin luôn không bao giờ phải lo về vấn đề gì về video nữa hai cái yếu tố đấy nó chi phối rất là mạnh thì thường thì chúng ta uh, camera chúng ta hay tập trung hay quan tâm về cái yếu tố như sau đó là cái độ phân giải thì trong cái độ phân giải thì mặc định thường thường hầu như các máy kể cả máy xịn hay là không xịn thì tối thiểu họ cũng phải có full HD full HD hầu như máy nào cũng có rồi bây giờ thời đại này máy nào cũng phải có và nó là 1920 nhân với 1080 pixel đó Thế pixel nó là điểm ảnh nhé mọi người nhé lúc ấy Tùng có nói với các bạn rằng điểm ảnh đấy mọi người nhìn thấy từng cái một thì đó là cái điểm ảnh này. thì cái pixel này nó càng lớn thì nó sẽ có được cái những cái thước phim những cái hình ảnh nó sắc nét. Mọi người cứ để ý cái pixel như này, này. một pixel là một điểm ảnh. Đó và uh, Oppo có quay được không? Mà quay được. Chúng ta cứ để ý cái này này Hiền Nguyễn này, cứ để ý xem là cứ full HD là quay nó là nét. Cố gắng là tối thiểu là full HD còn bây giờ các điện thoại đời mới hiện tại bây giờ là là có 2k có 4k mà thậm chí Xiaomi mi như của anh Ngọc Anh hiện tại giờ quay đến 8k rồi đấy còn tối thiểu là full HD những cái bất cứ điện thoại nào là đều quay được hết thì một lát nữa Tùng sẽ chia hướng dẫn các bạn là vào trong điện thoại bật cái full HD ở đâu hoặc là chuyển sang 4k 8k ở đâu nhé Nếu mà không chỉnh thì khi mà mặc định mình bấm điện thoại lên đấy thì mình sẽ bị quay những cái ví dụ như cái điện thoại từ lúc mình mua mình không để ý cái độ phân giải này. Mình để mặc định nó thậm chí nó không phải full HD mà nó chỉ là HD thường thôi 1280 nhân 720. Đó thì nó lại càng bị vỡ, bị nét. À, nó càng bị vỡ. cũng có thể là bạn Khánh Ly là chưa chỉnh tối ưu ở trong cái 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 uh, cam, cái cam của MacBook. Đấy các bạn các bạn hãy vào trong cái mục uh, cài đặt của cái camera ở trên uh, ở trên máy Mac chỉnh xem là có phải đúng là đang ở một không một tám không nhân bảy hai mươi không đúng thì nó là chắc chắn thì nó là như vậy nó không được nét là do thế và hãy chỉnh lên nó là ít nhất tối thiểu là full HD đó thì một một chín hai mươi nhân một tám nhân lên nhân lên một chín hai đó là cái 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 chiều ngang và một không tám đó là chiều dọc như thế này cái mọi người cũng đang nhìn thấy này những cái điểm ảnh đấy những điểm ảnh ngang và điểm ảnh dọc như thế này nhân lên với nhau thì nó sẽ thành bao nhiêu điểm ảnh. Một cái đường thẳng dọc như này là 1900 à một cái đường dọc như này nó là 1080 pixel, 1080 điểm ảnh. Đường dọc này và cái đường ngang đường ngang như này nó là 1920 điểm ảnh. Hai cái này nhân vào với nhau nó rơi vào bao nhiêu? Nó rơi vào hơn 2 triệu điểm ảnh. Mọi người hãy tưởng tượng xem chỉ là cái mức độ full HD thông thường thôi. 2 triệu điểm ảnh. Thì mình nói ra cái lý do này để mọi người hiểu về kể cả không làm phim hay là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp thì cũng phải biết những điều này. Bởi vì càng nhiều điểm ảnh thì mặt chúng ta càng nét hơn. Càng ít điểm ảnh nghĩa là cái mức độ phân giải này nó ít đi. Vậy thì muốn 2 triệu điểm ảnh để có được cái chất lượng full HD còn của Tùng Tùng đang dùng cái cam này là cam Logitech Lúc nãy là ai hỏi nhỉ Lúc nãy ai hỏi là dùng cam gì Có một bạn là hỏi cam gì đấy Anh Tùng dùng cam gì Bị trôi mất tin nhắn rồi Thì mình đang dùng cam Brio uh, Logitech Brio Và nó có quay cả 4K Nhưng mình không quay 4K Mình để 2K 2K Đó Mức 2K3 Đó thì uh, nhân lên Với các điểm ảnh như vậy Thì cái mức Thì tổng cái điểm ảnh trên cái như này thì nó rất là lớn thì nó sẽ càng sắc nét. Thì 4K cũng vậy, 8K cũng vậy. 4K cũng thế, 8K điểm ảnh thì nó sẽ càng sắc nét. Vậy thì ai máy ở đây mà có máy xịn thì quay được 4K cứ quay, quay được 8K cứ quay. Càng nét càng tốt cho Tùng nhá. Đó, camera nó là như vậy. Yếu tố thứ hai là phải có ít nhất tối thiểu là full HD. Còn nếu mà điện thoại mà đời tống quá thì thôi quay cũng được chả sao cả nhưng mà nó sẽ dừng lại ở cái mức độ giới hạn như vậy thôi mình quay và mình vẫn ở lại lớp này mình học không vấn đề gì cả mình học kỹ năng còn kỹ năng quay à, còn kỹ năng dựng nữa mà đúng không không sao cả mình học rồi sau này mình về mình nâng cấp uh, có tiền thì mình mua máy ảnh không có tiền thì nâng cấp điện thoại lên không vấn đề gì cả kỹ năng nó là quan trọng còn công cụ thì đầu tư bất cứ lúc nào đó rồi, comment cái tiêu chí thứ hai này xuống giúp Tùng cái nào. Thì khi mà comment mọi người sẽ nhớ bài lâu hơn. Nào, comment xuống camera nào. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Anh Tùng. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký subscribe kênh của Tùng và bạn có thể xem những video cùng chủ đề khác ở phía bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.